Đừng có dành toilet của mình nha, mình mua đứt toilet rồi. Ủa má. Như giấc mơ dù đẹp đời ta. Đâu có nhận cổng như tay đâu, lô bộ lộ nó bị gắt nữa đó. Đâu có chịu làm gì đâu. Mà lão nó vẫn nó photo được sao? Làm sao photo được? Được chứ. Không nhận dưới bi nhưng nó vẫn có bi được chứ. Không được. Nhưng mà mật hư ngu lô gắt thì nó photo ra một cái gì? Thì nhưng mà nó vẫn có bi được. Ý là nó vẫn chạy được. Vẫn chạy được. Chứ mày bỏ cái ken vô rồi đâu chạy được. Ờ vậy đi. Lấy cái thôi đừng có ham lấy nhiều quá. Anh nhẹ đâu. Nhưng nhiễn 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 thôi. Em sơ thôi. Mình lấy lửa, lửa, lửa người mà mình lấy. Đầu mới mình lấy coi giùm bữa ngày giùm má. Đó thì chứ cái thằng anh nhớ hai thằng là quy lên này. Chắc hai là quy lên không? Má. 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 Mày đều không kỹ rồi, má chả banh không kỹ. Thì do cái thằng Sơn nó nhận đụng má nó chỉ bị mình cả bị thôi chứ. Ví dụ má người ta đụng mẹ đèn đỏ, anh nếu có đèn đỏ là anh giết ví dụ nó sập, đụng nó không có trả gì sập được chứ. Nó đúng hay là nó bình thường chứ. Nó bị báo cáo là lên đội bộ xây dựng được, chứ không còn tải được. Thì là mày có phòng vốn là mang với thằng BOT phải không? Chúng ta đừng sát rồi đó. Còn lâu nó cứ kiểm tra thường rồi thế nào thử. Gọi là bây giờ chiến gần hai thua cái chị ơi, má nó nghỉ ngày này nữa. Đang
chụp hình nó gửi công ty nè. Nó đứng ngay chào vào dốc ba tuổi luôn nè. Ca được không? Ca được đi gì?
Bye.